Stryco là thương hiệu sản xuất đồ bảo hộ đến từ Trung Quốc. Nhắc đến Trung Quốc, không ít người bàn tán và dị nghị. Nhưng riêng Stryco là một thương hiệu quốc tế với sản phẩm được bán rộng lớn ở các thị trường khó tính như châu Âu và châu Mỹ. Bởi hai yếu tố làm nên thành công của Stryco đó chính là chất lượng tốt đi đôi với giá thành bình dân. Ra đời vào năm 1998 bởi người sáng lập là ông Han Kwae-dong dưới tên gọi ban đầu là Foshan Motor Park. Cho đến năm 2003 thì cái tên Stryco mới được chính thức ra mắt và là nhà bảo trợ cho rất nhiều đội đua trong nước lúc bấy giờ. Đến năm 2007, thương hiệu Stryco tiến xa hơn đến các thị trường khó tính ở châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam Á, trở thành thương hiệu quốc tế được nhiều biker biết đến. Và trong những năm kế tiếp sau đó, logo thương hiệu Stryco xuất hiện ngày càng dày đặc trong các cuộc đua xe nổi tiếng trong giới motocross và sau đó là tài trợ chính cho China Team thi đấu ở giải danh tiếng toàn cầu Dakar Rally. Sản phẩm mũi nhọn của Stryco từ thời ban đầu đến nay vẫn là đồ bảo hộ cho môn cầu cà motocross. Nếu ai quan tâm đến các giải motocross châu Á và motocross World Championship thế giới thì không ít lần nhận thấy logo Stryco tài trợ giăng khắp sân thi đấu. Từ năm 2010 tới nay, Stryco không ngừng cải tiến và mở rộng danh mục sản phẩm của mình ra các dòng xe khác như Nextbike, Touring hay Sportbike. Và ở thị trường Việt Nam, sau 5 năm phân phối thì chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về chất lượng của sản phẩm Stryco. Và ngày càng nhiều người tin tưởng và sử dụng sản phẩm Stryco từ xe phân khối nhỏ cho đến mô tô phân khối lớn. Xin chào các bạn, quay trở lại với channel của Việt Full Face. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu nhanh đến các bạn một sản phẩm giày đi mô tô xe gắn máy giá rẻ tầm trung đến từ hãng danh tiếng Stryco, đó là Stryco MBT023. Chúng tôi sẽ không đi quá chi tiết sâu vào đôi giày. Mục đích chúng tôi làm video này nhằm giúp cho các bạn có một cái nhìn thực tế về đôi giày bên ngoài như thế nào, nhìn được những góc cạnh trực quan hơn và để các bạn dễ mua hàng, chọn lựa cho mình một đôi giày ưng ý nhất có thể. Và bây giờ chúng ta sẽ nhờ một bạn nhân viên của Việt Full Face khui thùng nguyên kiện của một đôi giày MBT023 cho các bạn xem chi tiết được bên trong đôi giày nhé. Và MBT023 chúng ta có một thiết kế gọn nhẹ, các bạn có thể thấy ở trên màn hình, với chất liệu cấu thành từ nhựa ABS dẻo dai, chịu mài mòn ở các vị trí bảo vệ, cùng với vải bố lưới phân bổ hợp lý từ vị trí như hai bên má để giúp thoát nhiệt và lấy gió làm mát cho đôi chân. Và khe thông gió còn được hãng gia tăng thêm ở các vị trí ở gần cổ chân, các bạn có thể thấy đều bao bọc và che chắn lại bằng các lớp lưới kim loại bắt mắt. Đầu mũi chân hãng đã gia tăng thêm sự bảo vệ bằng miếng zip lock, nó tạo điều kiện thuận tiện cho các bạn dễ móc số và tránh chạy giày. Hai bên má trong và ngoài đôi giày được hãng gắn thêm hai sạc phản quang phát sáng trong đêm, tạo sự chú ý cho những xe xung quanh. Và đế giày được làm từ cao su cao cấp với các rãnh và nút tròn, tạo công năng bám đường tốt nhất có thể cho mọi bề mặt và mọi điều kiện thời tiết. Giày sử dụng hình thức cột dây nam tính, cổ giày vừa qua khỏi mắt cá chân, tăng tính năng bảo vệ. Gia tăng thêm là miếng dán zipper Velcro cố định lần hai cho cổ chân. Và giá giày chính hãng được bán tại Vietfunfai thông qua website vietfunfai.com, hoặc các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số hotline 0924020924 hoặc inbox vào Facebook của Vietfunfai để chúng tôi có thể trả lời cho bạn nhanh nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.